Sáng ngày 13 tháng 12, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận làm việc với Chi cục thi hành án dân sự về tình hình thi hành pháp luật gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tới sự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyên, ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Tiến Thọ, ủy viên quận ủy, trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận chủ trì buổi làm việc năm 2023, chi cục thi hành án dân sự quận đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, là một trong ba đơn vị cấp huyện được thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, tổng số việc dân sự phải thi hành là 753 việc với tổng số tiền hơn 163 tỷ đồng trong đó có 599 việc, gần 107 tỷ đồng có điều kiện thi hành. Trong số này đã giải quyết xong 456 việc, 37 tỷ 158 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,1% về việc và 34,7% về tiền có điều kiện thi hành trong năm chi cục tổ chức hai vụ việc cưỡng chế huy động lực lượng và đã cưỡng chế thành công không có khiếu nại khiếu kiện chi cục phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành liên quan của quận và chính quyền cơ sở trong công tác thi hành án dân sự năm 2024 chi cục thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức điều hành giải quyết kịp thời đúng pháp luật tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi hành án đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp ý đức công vụ đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực mặt khác chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành kiên quyết cưỡng chế những vụ việc đương sự cố tình không thi hành án